Hello các bác nhé. Buổi chiều hôm nay ngày 23 tháng 7 năm 2021, bên em thì đang tiếp hai bác khách ở Trực Linh, ở cùng tỉnh, Lam Trực rồi. Hai bác này thì cách cửa hàng Doan Hưng khoảng tầm gần 40 cây. Các bác đã xuống cửa hàng Doan Hưng để muốn trực tiếp tuyển cho mình một cặp loa full bass 30. Sau khi có sự lựa chọn một số các cái dòng loa như dòng loa B3 đây, và lúc nãy thì Doan Hưng cũng đã thử cho các bác nghe về cái dòng loa B3 ZS212 này, dây còn nguyên. Thì dòng loa này thì so B3 thì so với con BK này thì bass vẫn không đánh lực bằng, nên không ấm bằng, không sâu mềm bằng loa BK PBS55 này, nên các bác đã quyết định là lấy một cặp loa BK này. Đấy. Và hiện tại thì bên em cũng đã chẳng sẵn ra ngoài xe kia để các bác chuẩn bị lên đường. Đấy, đây này em gọi là làm vội cái video để giới thiệu. Hôm nay là nhà có tí khách, nhà hôm nay được các bác đến tận cửa hàng là tuyển cho mình những cặp loa ưng ý nhất. Mặc dù con loa này, cặp loa này thì giá của nó là chỉ có tầm khoảng 9 triệu thôi, 9 triệu, nhưng mà so với những cái dòng loa đắt tiền hơn, các bác vẫn không thích. Các bác chỉ thích cái dòng loa BK PBS55 này. Và các bác lưu ý thì từ trước đến giờ bên Doãn Hưng tiếp các bác đến mua loa full bass 30 thì thường là các bác toàn thích, cuối cùng là các bác toàn chốt cái cặp loa này thôi ạ, đúng không ạ? Hôm trước thì cũng có một bác khách gần nhà cũng chốt loa này, và cách đây khoảng một tháng thì cũng có một bác khách đến tận cửa hàng chốt đôi này. Như vậy là tất cả là các bác đều đến cửa hàng để chốt cái dòng loa này. Dòng loa này có thể là các bác nhìn mặt mũi mẫu mã nó không được đẹp, nhưng mà về chất âm của nó thì quá tuyệt vời. Các bác đánh giá rất cao, các bác đánh giá rất cao so với nhiều các cái dòng loa khác. Như vậy thì bên em chỉ còn chưa nào, chỉ còn vài ba cặp thôi các bác nhá. Đấy, chỉ còn ba cặp nữa thôi. Đây, nội thất ở đây. Trong nội thất của nó thì lại rất là chất lượng. Bê thùng này rất nặng, vỏ thùng rất dày, và tất cả là trong tình trạng là zin xịn các bác nhá, zin xịn. Ở đây vẫn còn này, tổng bên em còn 3 cặp nữa. Đây, hôm nay các bác đi thì khâu chuẩn bị rất là kỹ. Đấy. Lâu lâu là mới được hai bác khách có sự chuẩn bị kỹ càng, đó là các bác đã đi xe có giá. Còn mọi lần thì các bác toàn đi theo kiểu là hai người một xe máy, lúc về thì rất là lan giải. Dòng loa này mà nó to thế này mà các bác đi hai người một xe máy là lúc về là rất khó khăn, sẽ không chở được. Đấy, các bạn nghe tiếng bát đánh rất sâu mềm lực ấm. Và ở đây thì số lượng Doãn Hưng thì không còn nhiều loa này các bác nhé. Đấy, các bác có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ cho em. Đây, số điện thoại đây các bạn. Đấy. Và hai bác khách này thì các bác xuống với cửa hàng Doãn Hưng thì các bác cũng không cần phải thử quá nhiều loa, chỉ cần thử qua loa B3 này thôi. Đấy, con B3 này đắt tiền hơn 3 triệu rưỡi nữa, nhưng mà các bác vẫn không kết. Cuối cùng các bác chỉ thích cái dòng loa BK full 30 này. Ở đây không biết là nó thiết kế kiểu gì, nhưng mà tiếng bass đánh thì nghe rất là phê. Với những cặp loa BK này thì các bác có thể không cần súp, không cần súp nữa. Rồi, thôi chào các bác nhá. Hẹn các bác anh em ở clip khác.